Bà biết đứa nào đây không? Thì nào phải ăn luôn từ trước. Lớn sẵn bữa rồi. Làm gì? Dạ, gì? Dạ, làm gì? Gì là tắm nữa hả? Còn thì là đi học hết rồi cái gì? Dạ. Nó đi hết rồi. Tắm gì rồi không vậy? Dạ. Nhớ chưa? Nhớ đứa nào chưa? Bà nhớ đứa nào chưa? Nhớ tên đứa nào chưa? Đứa nào đây? Con là đứa nào? Bảy. Nó ân rồi nó ớt rồi nó ân rồi. Rồi chuyển chuyển nó rồi. Bà nhớ con tên tên bé gì không? Con là đứa nào bà biết không? Không cả. Không nhớ hả? Nhớ không? Bà biết con là con ai không? Con là con của ai bà biết không? Tên gì? Tên gì? Bé gì đây? Con rắc bên tay lăn. Biết rồi. Dạ. Hai cái mẹ. Bà năm nay là chính xác là bao nhiêu tuổi nhỉ? Bác ba 100 tuổi hả? Ba 100 tuổi à? 100. Con ta là con tám mươi rồi. Đại. 100 á. 100. Ba kia là con tám mươi rồi. Xuống thăm bà nội con không? Đi xuống thăm bà nội con không? Đi không con bé xuống hả? Con bé bà xuống thăm bà nội con hả? Bà có đi cổng bà xuống. Bà không biết. Ý là bà đu lên đây con cổng xuống. Bà đu lên con cổng xuống. Lẳng lên con cổng không có được. Cổng không có được. Sao không được? Cổng bà đi cho nó khỏi đi xuống đất gì? Bạn phòng mà nó cổng mà có lẽ ngập là sẽ nữa luôn. Đi xuống thăm bà chứ. Đi xuống thăm bà chứ có lúc bà biết có lúc không. Bà trăm tuổi đấy. Bà trăm tuổi. Trăm tuổi bà nội là 199. Mình đừng có ra đó. Ra nó có làm. Đâu. Tóc bà đang còn đấy mà đang còn xanh xanh vẫn kìa. Còn giật đồ rửa chén mà đúng không? Vẫn còn giật đồ rửa chén mà đúng không? Đại chú bóng biết hả? Chú bóng biết rồi hả? Đây bà biết đang làm gì không? Đây con và cho con ghi mừng tuổi bà nha. Sống thêm 10 tuổi nữa nha. Sao là 10? Sống mãi vạn thọ luôn chứ 10 mà tính không bao giờ không có thời rồi. Gian nữa. Bữa nay bà ăn được bao nhiêu? Một gram đậu. Một gram một gram này. Vẫn rửa chén, vẫn giặt đồ được mà đúng không? Vẫn tự xử được mà. Bữa nay chú nào cắm cơm cho bà? Bữa nay chú bên nào nấu cơm cho bà? Bữa nay chú nào nấu cơm cho bà? Chú ba hả? Hết chú bốn giờ tới chú ba hả? Chia nhau ra cái gì? Người dạ nam. Thấy bà nội con có sướng không? Thấy bà nội con có sướng không? Thằng Lục hết. Đúng không? Chú là sợ quá đi. Sợ sao? Mấy là sợ quá rồi. Sợ sao? Thấy bà nó sợ quá đi. Mình dẫn nó xuống cái rồi con ngồi người cũng chạy quá rồi con đau mẹ. Con gấp ba mình dẫn nó gì rồi. Mọi người có nghĩ là nó sợ quá không cho nó bà lại bà làm lại bà lại bà làm 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 đừng cha mẹ bà này bà làm nước rồi ba năm nay mà có đứa làm ở làm được bà lên mà bà có một mình lại làm đâu tới không có ai qua ngủ với bà hả? Bình thường kia là giờ bốn đứa con mỗi đứa ba ngà mỗi đứa một đồng một con ba là một mình ba nước